Cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon, đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý về tương lai của cựu tổng thống. Trong một bài phát biểu gần đây tại Detroit, Bannon đã chỉ trích mạnh mẽ các vụ kiện pháp lý nhắm vào ông Trump, khẳng định rằng cựu tổng thống sẽ phải đối mặt với án tù nhiều năm. Bannon tin rằng phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở Manhattan vào ngày 11 tháng 7 sẽ kết thúc bằng một bản án tù cho ông Trump. Ông nói, họ đã làm náo loạn hệ thống pháp luật, từ luật phá sản đến việc tước giấy phép hành nghề luật của ai đó, hay đưa ra các luật lệ phi ngân hàng. Chúng ta đã có một vị tổng thống vĩ đại nhất kể từ sau Abraham Lincoln, và giờ đây họ sắp đưa ông ấy vào tù. Họ làm vậy để làm gì ư? Để ăn cắp cuộc bầu cử một lần nữa. Trong mọi trường hợp, họ không muốn chính quyền Trump tiếp quản lại, họ không quan tâm đến cuộc bầu cử này, họ không quan tâm chúng tôi nhận được bao nhiêu phiếu bầu, họ sẽ chiến. Bannon không tiết lộ thêm chi tiết về dự đoán của mình, nhưng tuyên bố này đã gây ra nhiều tranh luận và nghi vấn về tương lai của ông Trump. Liệu cựu tổng thống sẽ phải đối mặt với án tù hay sẽ thoát khỏi mọi cáo buộc? Câu trả lời sẽ được đưa ra vào ngày 11 tháng 7. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa kết thúc chuyến thăm Úc, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng. Chuyến thăm của ông Lý là chuyến thăm Úc đầu tiên của một thủ tướng Trung Quốc sau 7 năm, cho thấy sự cải thiện trong quan hệ song phương kể từ khi Thủ tướng Anthony Albanese lên nắm quyền vào năm 2022. Ông Lý đã đến thăm Adelaide, thủ phủ của bang Nam Úc, nơi xuất khẩu phần lớn rượu vang vào Trung Quốc kể từ khi thuế quan được dỡ bỏ vào tháng 3. Ông đã đến thăm vườn thú Adelaide, nơi sinh sống của hai chú gấu trúc khổng lồ là Quan Quan và Funny. Hai chú gấu trúc này được sinh ra ở Trung Quốc năm 2009 và dự kiến sẽ trở về Trung Quốc vào tháng 11. Ông Lý cũng thông báo rằng Trung Quốc sẽ cho mượn thêm hai con gấu trúc nữa cho Úc. Theo một bản dịch do Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc công bố hôm Chủ nhật, ông Lý cho biết mối quan hệ Trung Quốc-Australia đã trở lại đúng hướng sau một thời gian đầy sóng gió, mang lại lợi ích hữu hình cho người dân hai nước. Ông nhấn mạnh rằng lịch sử đã chứng minh rằng sự tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung đồng thời gạt bỏ những khác biệt và hợp tác cùng có lợi là kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Australia và phải được duy trì và phát triển. Trước đó, mối quan hệ giữa hai nước sụp đổ do luật cấm sự can thiệp của nước ngoài vào chính trị của Úc. Australia đã cấm gã khổng lồ viễn thông thuộc sở hữu của Trung Quốc là Huawei triển khai mạng 5 giờ do lo ngại về an ninh và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguyên nhân và phản ứng của Bắc Kinh đối với đại dịch COVID-19. Để đáp trả, Bắc Kinh đã áp đặt một loạt các hàng rào thương mại đối với Úc. Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường đến Úc đánh dấu một bước tiến tích cực trong việc hàn gắn quan hệ giữa hai nước, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Lý tới nhà máy chế biến lithium ở phía nam thành phố Perth, Tây Úc, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc đầu tư vào các khoáng sản quan trọng của Úc. Tuy nhiên, Úc đã từng chia sẻ mối lo ngại của Hoa Kỳ về sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản, vốn là thành phần thiết yếu trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo. Viện dẫn lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Tài chính của Úc, ông Jim Chalmers, gần đây đã ra lệnh cho 5 công ty có liên kết với Trung Quốc thoái vốn khỏi công ty khai thác đất hiếm Northern Mineral. Khi được hỏi liệu các công ty Trung Quốc có thể đầu tư vào chế biến các khoáng sản quan trọng ở Úc hay không, bà Wang trả lời rằng khuôn khổ đầu tư nước ngoài của Úc là mở cửa cho tất cả mọi người. Trong khi đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức về thời tiết khắc nghiệt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vào hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 6, đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao khi nhiều vùng trên cả nước hứng chịu nắng nóng ngột ngạt. Đồng thời, nhiều tỉnh phía Nam phải đối mặt với cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin mưa lớn đã tấn công tỉnh Phúc Kiến trong 7 ngày và dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài, khiến mực nước ở một số sông vượt quá mức cảnh báo. Đoạn phim do CCTV phát sóng cho thấy lở đất ở tỉnh Phúc Kiến đã làm gián đoạn giao thông và lực lượng cứu hộ đang sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt. Ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, các khu vực phía Bắc Trung Quốc và các khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà cũng bị nung nóng dưới nhiệt độ cường độ cao. Một thông tin báo động về y tế: gần 1.000 trường hợp bệnh nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm A đang gia tăng đáng báo động với các triệu chứng nghiêm trọng như huyết áp thấp, nhịp tim nhanh và suy nội tạng. Bệnh có thể điều trị bằng kháng sinh tiêm tĩnh mạch liều cao và chăm sóc hỗ trợ. Để phòng ngừa, cần thực hành vệ sinh tốt, điều trị kịp thời các bệnh nhiễm trùng liên cầu khuẩn, theo dõi chặt chẽ vết thương và nhiễm trùng da và nâng cao nhận thức cộng đồng về các triệu chứng và nguy cơ của bệnh. Theo CDC Hoa Kỳ, những người có vết thương hở có nguy cơ mắc bệnh STSS cao hơn, đặc biệt là những người gần đây đã phẫu thuật hoặc bị nhiễm virus gây ra vết loét lỡ. Tuy nhiên, cơ chế xâm nhập của vi khuẩn vào cơ thể vẫn chưa được làm rõ đối với gần một nửa số người mắc bệnh. Các quốc gia khác cũng ghi nhận sự gia tăng số ca mắc bệnh liên cầu khuẩn nhóm A, đặc biệt là vào cuối năm 2022. Ít nhất 5 quốc gia châu Âu đã báo cáo tình trạng này. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng sự gia tăng có thể liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19. Việc Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS cho Ukraine đang khiến tình hình căng thẳng leo thang. Đại sứ Mỹ tại NATO, bà Julian Smith, cho biết chính sách ngăn chặn ATACMS nhắm mục tiêu vào lục địa Nga có thể sẽ được sửa đổi. Bà Smith tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá và thích ứng với nhu cầu ngày càng phát triển của Ukraine. Vào cuối tuần qua, các thành viên G7 cũng đã đồng ý cho Ukraine vay 40 tỷ đô la Mỹ,
được tài trợ bằng lãi suất từ các tài sản Nga bị đóng băng ở phương Tây. Tuy nhiên, động thái này đã nhận được phản ứng gay gắt từ phía Nga. Tiến sĩ Jai Baran, một chuyên gia quân sự, cảnh báo Nga sẽ thực hiện một chiến dịch không thể tưởng tượng được, đó là quét sạch Vương quốc Anh chỉ sau một ngày. Ông Baran cho biết vũ khí hạt nhân của Anh có thể bị phá hủy, bao gồm toàn bộ tiềm năng hạt nhân kể từ năm 1998, trong đó có 4 tàu ngầm năng lượng hạt nhân mang tên lửa nguyên tử SSBN lớp Vanguard đang đóng tại Falkland, Scotland. Chuyên gia Baran cũng cảnh báo những bước đi đầu tiên của quân đội Nga tấn công Anh sẽ thông qua việc gửi cảnh báo tới NATO. Ông nói, tối hậu thư có thể sẽ được Nga đưa ra cho Hoa Kỳ, NATO và Liên minh châu Âu về việc ngừng hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời thực hiện các đề xuất của Nga đối với hệ thống an ninh châu Âu. Trong một diễn biến khác, phi hành đoàn Thần Châu 18 của Trung Quốc đã thực hiện nhiều thí nghiệm và ứng dụng khoa học khác nhau trong lĩnh vực y học vũ trụ trên trạm Thiên Cung. Ba phi hành gia Trung Quốc là Di Quang Phúc, Lý Công và Lý Quang Túc đã được cử tới trạm vũ trụ Thiên Cung trên quỹ đạo để thực hiện nhiệm vụ này. Phi đoàn tiếp tục thực hiện hơn 90 thí nghiệm trong các lĩnh vực vật lý cơ bản, khoa học vật liệu vũ trụ, khoa học đời sống vũ trụ, y học vũ trụ và công nghệ vũ trụ. Những thí nghiệm này nhằm nghiên cứu tác động của môi trường vi trọng lực lên cơ thể người, đồng thời tìm kiếm những giải pháp để duy trì sức khỏe và khả năng hoạt động của phi hành gia trong các nhiệm vụ dài hạn trong vũ trụ. An ninh mạng và thanh toán trực tuyến, xác thực sinh trắc học là xu hướng mới. Theo quyết định số 2345 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 11 tháng 7 năm 2024, giao dịch qua tài khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng sẽ phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Biện pháp này nhằm nâng cao mức độ an toàn, bảo mật cho các giao dịch trực tuyến, đồng thời ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, gian lận trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Luật giao thông đường bộ mới bỏ quy định cấm vượt đèn vàng. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, ban soạn thảo luật đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng khi đang đi trên vạch dừng hoặc đã qua vạch dừng. Thay vào đó, dự thảo quy định khi có tín hiệu đèn màu vàng, phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng ngay lúc đèn vàng thì phương tiện được đi tiếp. Trường hợp đèn vàng nhấp nháy, phương tiện được đi qua nhưng phải quan sát cẩn thận. Những thay đổi này nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên đường bộ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Việc dừng xe khi đèn vàng đang là vấn đề gây tranh cãi trong dư luận. Đại biểu Dũng cho rằng việc dừng xe khi đèn vàng là hợp lý, trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hiệp lại cho rằng quy định này không phù hợp với Công ước viên năm 1968 về giao thông đường bộ. Ông Cảnh đề nghị giữ nguyên quy định khi đèn vàng, người lái xe phải đi chậm và dừng lại trước vạch dừng. Nếu đi quá vạch, họ vẫn được tiếp tục di chuyển. Loạt tai nạn liên quan đến xe tải. Cùng với tranh cãi về quy định đèn vàng, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn liên quan đến xe tải, khiến dư luận thêm lo lắng về an toàn giao thông. Khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6, một chiếc xe tải chở đất mang biển kiểm soát 36 ở Thanh Hóa, đang lưu thông trên tỉnh lộ 554 thuộc địa phận xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm từ cabin ra toàn bộ chiếc xe. Tài xế may mắn nhảy ra khỏi cabin thoát nạn. Sau đó, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Chiếc xe tải gặp nạn đang chở vật liệu thi công cho dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 15 tháng 6, tại tỉnh Đồng Tháp, một xe tải chở nước đá đi qua cầu Cái Tôm trong phường 4, thành phố Cao Lãnh đã khiến cầu sập gãy đôi. Công an thành phố Cao Lãnh cho biết đang tiến hành cân xe sau khi cầu khỏi hiện trường. Bước đầu xác định, chỉ riêng tải trọng của xe đã vượt quá khả năng chịu tải của cầu. Cây cầu bị sập là cầu bằng sắt dài 27,5m, ngang 2,5m, trọng tải 2,5 tấn, được xây dựng hơn 50 năm. Tài xế cho biết ngày thường sẽ không lưu thông qua cầu, nhưng hôm đó có đám cưới gần đây nên đã cố tình vượt qua. Hỏa hoạn, cháy lớn tại Hà Nội, 3 người tử vong ở Bắc Giang. Vào khoảng 0 giờ 58 ngày 16 tháng 6, tại đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đường dây dẫn điện và hộp công tơ điện trước nhà số 7, ngõ 1197 đã chập gây ra cháy lớn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, gồm người dân và tổ liên gia, đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành công. Sau đó, họ đã báo tin đến công an quận Hoàng Mai. Hai xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường và dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Nơi xảy ra vụ cháy là cột điện ngoài trời, không gây thiệt hại về người. Còn về tài sản, đang được thống kê và làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do quá tải điện. Ngay sau thời điểm xảy ra vụ cháy ở Hà Nội, khoảng 3 giờ 40 sáng cùng ngày, một ngôi nhà 2 tầng tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang cũng bị lửa bao trùm, khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân là một gia đình gồm một con nhỏ. 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường dập lửa. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan công an,
lửa bùng lên tại khu vực để xe đạp điện tầng 1 của ngôi nhà với diện tích mặt sàn 50m2. Trong phòng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giường, tủ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, khiến lửa lan nhanh, sinh ra nhiều khói và khí độc. Một xe máy, một máy giặt cùng nhiều đồ đạc sinh hoạt của gia đình tại tầng 1 của ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Lực lượng công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin về thiên tai thời tiết từ báo Việt Nam Plus, ngày 16 tháng 6, tại huyện Cờ Đỏ, ngoại thành thành phố Cần Thơ, cơn dông và mưa đá xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 6. Loài ếch sòn, còn được gọi là con ưng với bụng phình to và giá đen, đang trở thành đặc sản được săn đón tại Ninh Thuận và Bình Thuận. Sau khi được giao bán trên TikTok, ếch sòn trở thành cơn sốt với giá cao. Một tiểu thương chuyên bán ếch sòn ở Ninh Thuận cho biết trước đây đặc sản này chỉ tiêu thụ trong địa phương với giá từ 65.000 đến 80.000 đồng kg. Tuy nhiên, năm nay nhu cầu bỗng tăng đột biến sau khi lên xu hướng TikTok đã đẩy giá lên 150.000 đến 160.000 đồng kg. Ngày nào tôi cũng nhận đơn từ khách ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ hàng để giao, người này nói, là đầu mối bán lẻ ếch sòn tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị Ngô Giang cho biết mỗi ngày nhập 10kg và đều bán hết từ sớm với giá 250.000 đồng kg. 10 khách mua thì tất cả đều khen thơm và béo, muốn mua lần nữa, chị Giang chia sẻ. Theo người địa phương, loài ếch sòn chỉ xuất hiện vào mùa mưa tại Ninh Thuận và Bình Thuận vào khoảng tháng 5 đến tháng 6 dương lịch. Thịt ếch ngọt thơm, xương mềm, bổ dưỡng. Hiện tại, mua ếch sòn gần hết nên khách muốn mua phải đặt trước cả tuần. Anh Hùng, một đầu mối bán hàng ở quận 12, cho biết năm nay lượng khách mua tăng gấp 5 lần so với các năm trước, giá loại có trứng lên đến 300.000 đến 350.000 đồng kg. Ếch không chỉ phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng còn được giao bán rộng rãi ở Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Nam. Đặc sản này có hai loại, sống và đã sơ chế. Con ếch sòn dài khoảng 7cm, da xui lưng màu đen xám, bụng màu mỡ gà, thường bị nhầm lẫn với con ếch ươm. Chúng sinh sản vào mùa mưa, để trứng trong vũng nước đọng và vui mình xuống đất ẩm. Vào mùa khô, do môi trường sống bị phá hủy, loài này đang bị đe dọa và được liệt kê vào danh sách động vật cần bảo vệ. Thống kê ấn tượng, Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài thông qua xuất khẩu. Việt Nam đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hàng đầu như đồ may mặc, đồ điện tử, sản phẩm cứng. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà bán lẻ quốc tế như Central Retail, Miniso và Amazon Global Selling. Gomark, một trong những đơn vị chuyên về xuất khẩu hàng hóa, đã và đang nỗ lực tìm kiếm thêm các sản phẩm thuộc nhiều danh mục khác như đồ chơi, thực phẩm và mong muốn hợp tác trên quy mô lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ tìm nguồn cung ứng của Gomark sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu, bao gồm Mỹ, Canada, Mexico, Chile và Trung Quốc. Bên cạnh việc đưa nhiều sản phẩm của doanh nghiệp Việt vào hệ thống tiêu thụ và xuất khẩu, Central Retail Việt Nam, đơn vị thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan, cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất cà phê trong nước để đưa sản phẩm cà phê Việt Nam độc đáo ra thị trường quốc tế. Miniso, nhà bán lẻ có hơn 6.600 cửa hàng ở khoảng 110 thị trường, cho biết sẵn sàng mở rộng hợp tác với chuỗi cung ứng Việt Nam. Lợi thế về thuế quan, môi trường chính trị ổn định và nguồn cung ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Sau hơn 5 năm hợp tác với Amazon Global Selling, số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam bán trên Amazon đã tăng hơn 300%. Hiện nay, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đang xuất khẩu thông qua Amazon, trong đó số lượng doanh nghiệp đạt doanh thu trên 1 triệu đô la Mỹ một năm đã tăng gấp 10 lần. Điều này chứng tỏ tiềm năng to lớn của thị trường xuất khẩu Việt Nam và sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp nước ngoài đối với các sản phẩm Việt Nam. Cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon, dự đoán rằng ông Trump sẽ bị kết án tù trong phiên tòa xét xử tiền bệnh viện ở Manhattan vào ngày 11 tháng 7. Bannon cho rằng ông Trump là vị tổng thống vĩ đại nhất kể từ sau Abraham Lincoln và cuộc xét xử là một nỗ lực để ăn cắp cuộc bầu cử một lần nữa. Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kết thúc chuyến thăm Úc, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng. Chuyến thăm của ông Lý là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Úc sau 7 năm, thể hiện sự cải thiện trong quan hệ song phương kể từ khi Thủ tướng Anthony Albanese lên nắm quyền. Ông Lý đã đến thăm Adelaide, thủ phủ của bang Nam Úc, nơi xuất khẩu phần lớn rượu vang vào Trung Quốc và đã đến thăm vườn thú Adelaide, nơi sinh sống của hai chú gấu trúc khổng lồ Quan Quan và Funny. Ông Lý cũng thông báo rằng Trung Quốc sẽ cho mượn thêm hai con gấu trúc nữa cho Úc. Theo một bản dịch do Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc công bố, ông Lý cho biết mối quan hệ Trung Quốc-Australia đã trở lại đúng hướng sau một thời gian đầy sóng gió, mang lại lợi ích hữu hình cho người dân hai nước.